Dạ, em xin chào mọi người. Em xin cập nhật một số thông tin liên quan tới gia đình của anh Tổng Toán. Hiện tại, gia đình của anh Tổng Toán và các cháu sống rất là vui, sống rất là khỏe và rất nhiều tiền. Nên về chuyện đó, mọi người cứ yên tâm. Em luôn luôn cập nhật những thông tin để cho mọi người biết và an tâm hơn ạ. Dạ, em xin hết ạ.